các bạn sẽ phải tiêu diệt. Cứ như thế các bạn sẽ tiêu diệt hết tất cả xung quanh đây, và khi đó thì các bạn sẽ hoàn thành được này. Xin chào Frank. Đó, các bạn sẽ lấy một món đồ. So now, in this episode of Unsolved Mysteries, we are going to investigate an abandoned complex which was told to me that a creature called Sarahead is hunting it. I've received it in a mail with a tape, which was really creepy, but you may have seen it already, so yep. And my mission is to see if this is real, but I have a feeling that it's not. He told me to go here night and night, now it's night, and I got me a flashlight and a camera so I can record everything. So we're gonna see what's really happening. Thank you.
Mà các bạn sẽ đi tìm kiếm món đồ sau đó thì sẽ thoát khỏi đây. Bằng chiếc xe ô tô ở dưới kia, các bạn sẽ thoát khỏi Sydney thì Sydney là món đồ của các bạn. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Let's go. Ở đây Sydney thì các bạn sẽ hóa thân là Sydney và Sydney ở đây thì sẽ được hồi sinh, đó chính là bằng 3 chiếc thần cây. Okay.